Đêm khuya mà bật máy lạnh, ăn chân gà rút xương, uống trà sữa pha la thì quá là tuyệt vời. Là muối nhưng lại béo, lại còn thêm cả sốt trứng muối siêu lạ lùng. Cùng tụi ăn thử bánh tráng muối béo hot tết tết thôi. Hôm trước, rồi nào suối tôi nướng bánh gạo Nhật bằng lò than, thì mau ra xem bữa ăn bất ổn này nè. Sao cái nào? Chào mừng đến với các cái nem 001 và tuyển dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hát rồi ngày này chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Không mập mờ nữa, tiết lộ liền tuyệt chiêu để có một bữa tiệc nướng ngon lành cho kép rồi đây nè. Chính là gói sốt chin su thịt nướng. Hôm nay thì đầu bếp Tiểu An Dụng sẽ tự tay chuẩn bị một set nướng xiên que thơm ngon mời bạn ăn nha. Một gói sốt thịt nướng thì sẽ dùng cho 500g thịt. Với cái sốt thịt ngày hôm nay của tôi thì tôi sẽ sử dụng 2 gói nha. Gói sốt này thì mùi đậm lắm nha, là mùi của nước mắm với lại mật ong, thoang thoảng một chút mùi của các loại gia vị như là sả nè, tỏi nè, hành tím đồ nữa. Ba rồi lên màu đẹp chưa nè. Giờ thì tôi sẽ để cho thịt ngấm gia vị trong vòng 1 tiếng nha. Trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ đi cắt rau củ để xiên chung. Nay thì tôi sẽ xiên ớt chuông với lại nấm đùi gà. Còn mọi người thích ăn rau củ gì thì cứ xiên cái đó nha. Rồi, chiếc bánh gạo từng gây sóng gió trên tớp tớp tôi đã quay trở lại. Nay tôi định đem ẻm đi xiên nướng luôn, nhưng không có xiên được nha. Đành nướng nguyên cái vậy. Giờ thì xiên que thôi. Một miếng ớt chuông, một miếng nấm, một cục bò, rồi lại ớt, rồi lại nấm, rồi lại bò. Nhìn cái xiên của tôi cũng uy tín quá ha. Nói nghe, tôi rất là thích ăn đồ nướng đêm khuya, nhưng mà để chế biến được cái món nướng ngon á thì cái phần ướp thịt là quan trọng nhất. Với cái điều kiện ăn đêm thiếu thốn như tôi thì làm gì có gia vị nhiều để ướp đâu. Vậy nên gói sốt chin su này quá là tiện lợi, quá là phù hợp với tôi luôn. Tất cả đã sẵn sàng, gói ghém lên sân thượng thôi. Tôi đã quay trở lại cùng những người bạn thân quen. Khúc này thì không có ăn lén nữa, cho nên là nó lớn được rồi nè. Dĩ nướng vừa lên đổ thì sóng gió đã ập tới liền liền. Ủa, nó cháy mất cái que rồi. Tôi lo tôi bưng cái này tôi chạy nè. Cứ Sao cái nào? Khúc này á là trời bắt đầu mưa nặng hạt nè mọi người ơi. Nạn của tôi vẫn còn đang rất là mưa nha cái bro. Một bữa ăn quá là bất ổn luôn. Quên chán nè. Rồi nướng lại chiếc bánh gạo bất ổn nha mấy bà. Nướng lại mẻ xiên que nào. Yên vị đi mấy bà ơi. May mà hết mưa rồi á. Mấy xiên này vàng đẹp rồi nè. Nhìn ngon quá. Ui, mấy cái bánh gạo cũng nở phồng rồi. Đúng là nướng than á thì nó sẽ phồng hơn nhiều luôn á. Xé nó ra đi bà. Ok. Nóng nha. Nhưng mà tôi sẽ xé bằng tay luôn cho các bro xem. Wow. Bên trong chảy dẻo hơn lúc nướng bếp điện rất là nhiều nha. Perfect. Cục này cũng siêu phồng luôn nè mấy bà. Quét sốt lúc nướng á thì làm cho cái xiên thịt lên màu hấp dẫn quá trời luôn. Ngon nha. Rất là tuyệt vời. Ngon dữ luôn á, thịt ba rọi rất là mềm, béo ngậy, thấm vị mặn mặn, ngọt ngọt, thơm lừng mà vẫn giữ được cái độ chút xì của thịt nha. Đúng là tươi ngon tự nhiên ha. Tôi ăn cây này nha bà. Ăn đi bà. Ngon hả trời? Ngon. Ngon, không cần chấm luôn. Cũng ly vì đã vượt qua kiếp nạn hạt mưa rơi nhầm chỗ đi mấy bà. Bà ơi, quét sốt chin su thịt nướng lên tiếp đi. Ok bà. Wow, nhìn ngon quá. Giờ tôi sẽ thử thịt bò. Thịt mềm thấm vị, không bị khô, rất là vừa ăn á. Quá tuyệt vời chín xu ơi. Tuyệt vời. Nó có thơm mùi xả nữa. Vị của ba rồi y chang ăn ở cái quán nướng yêu thích của mình luôn á mấy bà. Dù là tôi chỉ ướp duy nhất có cái sốt thịt nướng thôi, không bỏ thêm gì đâu nha. Ừ, cảm giác rất tươi ngon tự nhiên, như là bà tự pha chế sốt ướp vậy á. Các rồi nhớ bí kíp là lúc ướp thịt thì sẽ chừa lại một ít sốt để khi nướng thì mình sẽ quét lên cho thịt lên màu nha. Màu xuất sắc nha. Đây là cục nấm teo. Cục nấm thường. Rất là tiện lợi luôn mấy bà. Dù là bữa ăn bất ổn nhưng mà cái kết cực kỳ có hậu luôn. Quá là có hậu. Happy ending. Ăn uống no
say rồi. Hẹn gặp lại các bro trong những chiếc clip ngon lành sau. Tạm biệt. Chào mừng anh nhé, các anh em không có một cái tuyển dụng tôi nhưng các bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngày chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Bánh tráng muối béo cũng đã nổi khá lâu rồi mà nay tôi mới thử. Ngày đầu shop này là shop đầu tiên bán loại sốt độc lạ này, cho nên là tôi order một combo hai loại sốt, sốt muối béo và sốt trứng muối luôn. Trong combo thì sẽ có một gói tép mỡ, một gói hành phi, một gói sốt trứng muối, một gói sốt muối béo, một gói ớt bột để điều chỉnh độ cay và một sắp bánh tráng phơi xương đã được hút chân không. Tôi thấy bánh tráng khá cứng và có vẻ hơi dày á, để tôi tách ra xem sao nha. Bánh cũng dẻo dẻo nhưng không có mềm thật mềm như một vài shop bán bánh tráng phơi xương mà tôi đã ăn. Rồi, cùng cuốn nha cuốn nha. Một muỗng hành phi, một muỗng tép mỡ, thêm một xíu ớt bột, cuộn tất cả lại. Bánh hơi dày cho nên là khi cuốn thì nó sẽ hơi khó xíu á. Thành thành, thử sốt muối béo trước. Muối béo mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Bánh tráng dẻo dai, tép mỡ thì giòn, có hơi nghiêng về cứng một xíu, nhưng mà ráo dầu. Nè, mọi người nghe cái tiếng tôi nhai là biết cái độ cứng của nó à. Hành phi thì siêu thơm giòn. Cái sốt đúng là có một chút béo nhẹ trong hậu vị. Ngon nha, ngon nha. Hẹn diệt cái món này rần rần một thời. Bởi vì cái muối béo nó ngon thiệt sự. Kiểu như là càng ăn càng dính, không có bị ngán á. Giờ thì tôi sẽ thử qua sốt trứng muối. Sốt này thì nó cũng có vị mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Nhưng mà nó sẽ không có chua nha các bro. Mà tôi không có cảm nhận được cái vị trứng muối lắm. Rồi, ăn kỹ và ăn lâu á thì mới có một chút cái cảm giác trứng muối. Mà một chút thôi nha. Phải dành lời khen cho hành phi của tiệm nha các bro. Nó là kiểu hành phi làm tại nhà và còn chút dầu dầu nên là giòn tan và thơm lừng. Chứ không phải là dạng hành làm sẵn ở bên ngoài đâu. Hành phi làm sẵn thì nó sẽ có kiểu bột bột và nó sẽ không có giòn bằng, do nó có áo bột ở bên ngoài á. Muối béo thì đúng kiểu rất là dễ ăn, hài hòa tất cả các vị mặn, ngọt, chua, béo và không có cái vị nào nó bị gắt lên hết. Sốt trứng muối cũng ngon. Nhìn chung thì cả hai loại sốt đều ngon hết. Ai thích chua thì chọn muối béo, không thích thì chọn trứng muối. Dù vậy thì cái hành phi và cái tép mỡ nó vẫn quá ít so với bánh tráng và sốt đó. Nè, tôi cuốn một hồi thì tép bên hết trơn mà bánh tráng với sốt thì còn rất là nhiều. Ăn tiếp thì chỉ có thể ăn bánh tráng chấm sốt thôi chứ không còn miếng tép bên nào trơn á. Bánh tráng thì nó cũng hơi cứng nhẹ, cho nên là tổng thể thì tôi sẽ chấm cho bánh này 8.5/10 nha. Ăn xong rồi, dọn dẹp cho mình kéo gối rồi đi ngủ thôi. Bye bye. Chào mừng đến với các anh em không có một và tuyển dụng tôi nhưng các bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi có hai loại chân gà rút xương, một loại sốt thái và một loại là xả tắc. Tôi mua ở bên tiệm Chi Chicken. Thức uống thì tôi có 2 ly trà sữa phê la, 1 ly tắm và 1 ly ô long sữa đi kèm trân châu cớm. Tôi thấy cái màu ly tắm thì nó sẽ đậm hơn màu của ly trà sữa ô long truyền thống nha. Ui, hộp chân gà xả tắc này mở ra một cái là mùi xả sộc liền lên mũi luôn. Còn em chân gà sốt thái thì có màu sắc rất là bắt mắt. Kèm theo đó thì chúng ta sẽ có hai loại nước chấm, một màu xanh đi cùng với chân gà xả tắc và một cái màu đỏ đi cùng với chân gà sốt thái. Đầu tiên thì tôi sẽ thử chân gà xả tắc trước. Chân gà giòn sần sật, chua chua, ngọt ngọt, thơm đậm mùi xả luôn. Cái chân gà này nói là rút xương nhưng mà tôi thấy nó còn có một chút xương cái phần cổ chân nha. Bây giờ thì tôi sẽ thử chấm chân gà với cái sốt xanh xanh đi kèm. Wow, trong miệng như bùng nổ vậy á. Sốt này là sốt ớt xanh, chua cay, mặn mặn, ngọt ngọt, càng làm đậm đà thêm cái hương vị của chân gà xả tắc. Cái xoài ngâm chung thì ăn giòn giòn và nó chua dừa chứ nó không có bị quá chua hay quá mềm. Hộp này thì tôi chấm 9 điểm, chỉ có 1-1 không cá thôi mà tôi thấy rất rất là nhiều luôn. Trước khi thử đến chân gà sốt thái thì hãy cùng uống thử ly tắm này. Em này không quá đậm vị ô long mà sẽ dịu nhẹ hơn, thoang thoảng cái vị gà rang nữa. Trà sữa của phê la thì luôn luôn để làm cái hậu vị béo ngậy ở trong miệng. Trân châu cớm thì đúng kiểu trân châu phê la, hơi mềm, ngọt nhẹ. Nhưng mà tôi không có thấy nó rõ vị cớm lắm. Rồi, giờ tiếp tục chiến cùng chân gà sốt thái. Màu của em này thì rất 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 là đỏ luôn á. Ăn vào một cái là cảm nhận được cái mùi bột ớt đầu tiên nè. Chân gà thì nó cũng có độ giòn giống như chân gà xả tắc. Vị chua cay nhẹ. Vẫn cảm nhận được mùi xả, mùi ớt, mùi tắc. Tổng thể lại thì rất là xả tắc ớt bột. Không quá cay.
Xoài ở trong hộp này thì nó sẽ chua hơn một xíu. Sốt chấm kèm màu đỏ này thì là kiểu muối ớt đỏ chấm hải sản á. Mặn mặn, ngọt ngọt và hơi cay cay. Chấm cùng chân gà thì nó sẽ làm cho cái chân gà đậm đà hơn. Chân gà sốt Thái thì không có xuất sắc cho lắm, cho nên là tôi chấm 8 điểm thôi. Ly còn lại sẽ là trà sữa ô long signature của Fela. Vẫn là cái hương vị tôi yêu thích. Đậm vị trà ô long mà vẫn rất là béo, thơm sữa. Trân châu cốm đã không có rõ mùi cốm rồi, cho nên là khi uống với trà ô long thì nó sẽ càng bị lấn át nha. Để tôi thử ăn trân châu riêng xem sao. Ui, ăn riêng thì rõ mùi cốm nè. Ngọt nhẹ nhẹ. Trân châu của Fela thì nó sẽ thiên về mềm chứ không có phải dai nha. Tôi là một fan chân chính của Fela. Cắt rồi thì sao? Tóm lại là trong hai món chân gà, tôi thích chân gà xả tắc hơn. Và cái trà sữa ô long signature của Fela sẽ vẫn mãi là chân ái trong lòng tôi. Ăn uống no say rồi, dọn dẹp cái mình kéo gối rồi đi ngủ thôi. Bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.